Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, chuyên ngành môi trường, đang làm việc tại Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên, tỏ vẻ vui mừng nhưng cũng dè dặt khi nghe tin là cơ quan chức năng sẽ rà soát lại các dự án thủy điện. Thì đó là một cái tin vui anh, một cái tin đúng đắn, nhưng mà còn vấn đề là mình thực hiện như thế nào thì nó cũng còn tùy nhiều cái, nói chung là đó là thể hiện cái sự quyết tâm từ trung ương, đó là một cái tín hiệu mừng. Em hoàn toàn vui và ủng hộ, tuy nhiên là mình có kiên quyết làm hay không. Nói chung là anh biết đó, người ta có tìm nhiều cách, những người có tiền anh, những người có tiền có quyền là người ta tìm nhiều cách người ta lách luật anh. Em chỉ sợ là sợ lách luật thôi. Ông Nguyễn Quỳnh Thuật là người đã vận động thành công việc hủy bỏ 2 dự án thủy điện lớn trên sông Đồng Nai. Vì nếu 2 dự án này được thi hành sẽ ảnh hưởng rất tai hại đến khu vực Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên. Trong nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa ở miền Trung Việt Nam, khi xảy ra mưa lũ cũng là đồng thời với lúc nhiều đập thủy điện ở khu vực này xả lũ. Vì sợ vỡ đập gây nhiều thiệt hại về vật chất, thậm chí là làm chết nhiều người dân trong vùng hạ lưu. Vì lý do đó, cách đây 4 năm, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh sống tại Đà Nẵng đã vận động các nạn nhân của thủy điện làm đơn kiện các công ty chủ sở hữu các đập thủy điện. Nhưng cuộc vận động không thành công. Ông Nguyễn Văn Thạnh bị tạm giữ, thậm chí bị đánh đập nhiều lần. Ông Thạnh cũng đón nhận tin rà soát lại các đập thủy điện một cách thận trọng. Có thể họ cũng làm được cái mức độ nào đó, rồi cũng có tiến bộ, nhưng mà sẽ không như kỳ vọng, bởi vì ở Việt Nam nó có tình trạng là lợi ích nhóm, thông tin không minh bạch. Ví dụ như chính phủ chẳng bao giờ có chủ trương phá rừng, nhưng mà rõ ràng cái chuyện phá rừng âm thầm bắt tay nhau, chính phủ không kiểm soát được, cuối cùng thì thực trạng mất hết rừng. Theo ông Thạnh thì trong 4 năm qua, từ lúc ông tổ chức cuộc vận động chống sự việc tắc trách của các nhà máy thủy điện miền Trung đến nay vẫn không có gì thay đổi, tức là vào mùa lũ thì kịch bản cũ vẫn lặp lại, tức là hồ thủy điện xả lũ gây ra cái người ta gọi là lũ chồng lên lũ, gây nhiều thiệt hại cho dân chúng. Trong một bài viết đăng trên trang Năng lượng Việt Nam vào năm 2016, tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn cho rằng cần phải công bằng với thủy điện, không nên quy tội rằng lũ lụt là do thủy điện xả nước, mà thủy điện chỉ xả khi có nguy cơ bị vỡ đập mà thôi. Trong thực tế địa lý tại miền Trung thì với những dòng sông ngắn và dốc, nguy cơ vỡ đập chỉ xuất hiện vào mùa mưa lũ, và vào lúc đó thì vùng đất hạ lưu đã ngập đầy nước do mưa, do đó không thể tránh khỏi là chuyện lũ chồng lên lũ như mấy năm qua. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh cũng đồng ý là chuyện lũ lụt do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng để cho một hồ thủy điện ở miền Trung vừa có thể giữ nước phát điện kiếm lời cho chủ đầu tư, vừa phải xả nước bảo vệ đập, không xả nước gây lũ và xả nước chống hạn trong mùa khô là một bài toán rất khó giải và có rất nhiều rủi ro. Trong bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, ông có đưa ra những thuận lợi và bất lợi của thủy điện đối với nền kinh tế và đối với môi trường. Trong những bất lợi do thủy điện gây ra, ông cho biết là có chuyện làm thay đổi hệ thống sinh thái ven sông, làm giảm phù sa cho nông nghiệp ở vùng hạ lưu. Nhưng ông kết luận rằng thủy điện với tư cách là một nguồn năng lượng tái tạo vẫn có nhiều thuận lợi hơn là bất lợi. Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Thuật có quan điểm trái lại, ông không xếp thủy điện vào các loại năng lượng tái tạo như là sức gió, năng lượng mặt trời mà nhiều quốc gia trên thế giới đang theo đuổi, và ông không ủng hộ việc xây dựng các nhà máy thủy điện vì nó gây quá nhiều bất lợi cho môi trường. Trong khi đưa ra yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch thủy điện như vừa nêu, vào ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh miền Trung này dự án thủy điện Trà 1 tại huyện Sơn Hà, bất chấp yêu cầu khẩn thiết của hơn 70.000 dân địa phương hãy dừng các dự án thủy điện để tránh thảm cảnh xảy ra khi xả lũ vội hay vỡ đập thủy điện.